Yo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình lại tiếp tục cái con Farai Ramo đây. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ cho Hứa đâu đây không biết. Ok. Cái lùm mía ok nữa hả? À, thánh đớn. Ổ bãi đáy luôn. Darsh. Erkhalhu Huynjo Wad. Erkhicha Mana. Thanh niên bị bất tử rồi anh em ạ. Manta Quabrashtar. Ôi, có anh em nào xem World Cup không? Trời ơi, bộ đồ da của mình bị loại rồi, anh em ạ, buồn thật sự. Ủa, không có làm nhiệm vụ gì hả? Nhiệm vụ chính nè. Vậy là hết rồi. Mình chỉ còn làm cho cái ông thầy Tenza này nữa thôi. Cái tòa thánh đớ anh em ạ. Chỉ sai yu barwa. Ấy. Usashwa. Cái khói bốc lên nghi ngút là mình thấy quải quải đấy. Cuốn máu của mặt trời. Pafi. Trời, bốc cát đất bỏ vô luôn cũng hơn là cái thời này ấy anh em. Thời này chắc chưa có nhiều cái vi khuẩn, virus được đâu. Không rồi đau bụng thấy mẹ luôn. Cái ông nội này ăn no, suốt ngày cũng không làm cái tiết canh cho mình. Rồi phê luôn, lên. Lên lóc già là bắt con gà. Rồi xâm luôn. Quẩy luôn. Quẩy khá bảnh luôn. Một luôn gì đây à, ăn no suốt ngày làm thuốc cho mình ảo tưởng cũng ngon nữa. Thứ gì đó đang khiến mọi sợ hãi. Tìm hiểu nỗi sợ lớn nhất của tộc Izilla. Đừng chạm vào Krati. Krati Rusty là ai? Sao lại có tiếng lít khóc vậy? Cái bọn tộc Isila này có một nỗi sợ gì đó. Isila Krati đá. Isila sợ Krati. Ta sẽ đeo mặt nạ Krati. À ha ha ha. Lửa Krati được tất cả người Isila nể sợ giữ và nhấn để bắn một mũi tên thiên thạch giải phóng quân thần lửa của mặt trời. Giết 5 kẻ địch để tích tụ lửa Krati và nhận được một phát bắn 3 mũi tên trong lần bắn kế tiếp. Sau khi bắn mũi tên 3, bạn sẽ quay lại với mũi tên thiên thạch. Kinh thế nhờ. Vãi. Izilla này kinh chưa. Ây da, mệt rồi. Ây da. Uầy, khiếp thế nhờ. Mình bất tử rồi, mình đâu có sợ lửa. Ủa, cái tụi này nó bắn ở đâu ấy? Trời ơi, cái thời này mày... Thời này mày... Sao mà vũ khí đam to vậy? Đam mày đam của thần linh rồi anh em ạ. Không thể nào đam của người thường được. Phá được chưa? Phá hủy kìa. Một cái rồi.
Đớt thấy cái gì cả anh em ạ. À. Rồi nó cứ bắn ở đâu ấy. Khiếp thật sự ấy, định. Ôi có khi nào mình được cái vũ khí này em vậy? Rusty, Rusty. Rusty cuối cùng Rusty là cái gì vậy? Ôi tập này hay nha, nhiệm vụ này hay nha. Bắn 3 mũi tên một lúc để phá hủy mặt trăng. Mày chạy đâu, mày nhóc? Mình phải giết cái bọn này thì nó mới nạp lại tên cho mình. Dã man quá. Bắn vỡ mặt trăng hả? Trăng ở đâu? Trời ơi, cái vũ khí gì đâu mà phải giết người mới nạp thêm đạn em ha. Vui vãi. Cái vũ khí của quỷ rồi. Của địa ngục rồi. Cái thần linh gì mà giả man vậy? Cảm nha, thôi giết để nạp đạn thôi. Thấy rồi. Mấy chú ẩu rồi đó. Rồi đi đâu ta? Bắn 3 mũi tên một lúc để phá hủy mặt trăng đây rồi. Dạ mang thấy chưa? Vũ khí bá thật sự đây mà. Cái mình không cần phải bắn trúng đâu. Mình chỉ cần bắn sượt sượt thôi là. Từ đầu thế. À đâu đấy? Lì à dạ. Chơi lén hả mày? Bây giờ mình phải phá hủy mặt trăng đã. Giết tộc Ira nạp mũi tên cho cung của bạn. Đúng ra mình phải bắn cái đó trước anh em mà rồi mình mới giết cái bọn này. Rảnh thiệt. Cái sự xuất hiện của bọn này chỉ qua chỉ để cho mình nạp thôi, có đủ 3 mũi tên thôi. Đấy. Nó không biết là cứ bắn hoài luôn cho tới Tết luôn anh em ạ. Ai đâu quá vậy? Đây rồi. Yeah.
ảo tưởng của lửa đã hoàn thành. À, mình không được, mình có cái gì đó ta, cái mũi tên đó không nhỉ, cái cung tên đó không nhỉ, bá thật sự luôn. Rồi xong, đầu hai ông chơi đá ngáo luôn. Rồi xong, lên cơn co giật luôn. Cái này gọi là chơi đới quá. 180 phút này đi. Tỉnh rồi. Shansha Sushalai Spacham. Ôi, con mắt ông này bị hư một con à. Này Shansha Urusins. Có khi nào được, có khi nào nó là cái tai nạn của thiên thạch rớt không ta? Ông này cũng giống như là một ông thầy địa lý hơn là ấy sao này? Mà kiểu ông chưa có biết được. Krati. Đi ra ngoài đi. Ai đồ chơi đuổi bay. Rồi cuối cùng mình có cái cung tên đó không vậy? Cung tên bắn phê thật sự. Bây giờ đi đâu đây cha? Ai có nhiệm vụ làm tiếp rồi, mừng quá. Thanh niên ngáo đá rồi rồi biết. Rồi thật, cái con game này phải nói là bắt cua, phải nói là đỉnh luôn anh em ạ. Lâu rồi mình chưa gặp con nhỏ con gái nhờ. Gì nữa đây? Lại lỗ tai kìa, lỗ tai của bọn Udam kìa. Sợ Udam. Ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại em gái này. Tại đây những đôi tai làm dịu đi những tiếng la hét. Bé này sao nó dã man thế nhỉ? Ngoài kia những âm thanh đó không bao giờ giúp. Đừng bắt mình đi xẻo lỗ tai bọn nó nha trời. Nhưng anh thì có thể chấm dứt cái âm thanh này. Taka, anh có thể giết Ui. Ui Quan. Có Ui Quan rồi, Ui Chi rồi gì? Ui Chi nữa. Ui Chu, Ui Chi hả? Mà tôi lại biết cách chống lại thứ độc đó. Vô gì? Nó nghe cưới. Lá vàng ngọc ở phía bắc, lãnh thổ của bọn Udam. Lai Wabi. Udam Di Jamsu. Nhưng mà tại sao lại nói cho một mình nghe vậy? Như đây là một cái bài thuốc, tôi phải nói cho cả bộ tộc chứ. Bảo mấy cái lỗ tai của cô, tôi sẽ trở lại. Bây giờ mình sẽ đi thăng cái thằng Ui Wan đúng không? Thâm nhập lãnh thổ Udam. Để coi nhiệm vụ nằm đâu. Đây à, chỗ nào gần nhất vậy? Đây. Udam á thì ở vùng lạnh nhưng mà còn cái bọn mà Izila thì ở cái vùng nóng. Nhưng mình đi lộn rồi. Đó là cái sự kiện mà chứ đâu phải giải cứu. Nhìn lên. Lên bé ơi. Đất sét rồi. Khu này có đất sét hả ta? Đây rồi. Lửng mật đúng không? Con này hiếm lắm anh em ạ. Cái da của nó đó. Mình phải đi kiếm hoài luôn á. Không xa lắm đi. Quan trọng bây giờ mình sẽ đi đường nào qua đây ta? Đây.
nữ mật nữa kìa. À đùa, nó cắn mình luôn kìa. Khốn nạn thiệt. Đây phải có đồ leo lên chứ ta. Đây, mình sẽ đi thẳng tới đây đi. Go 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 go. À mẹ cái con lửng mực này. Mày đâu rồi? Nó đâu ta? Một con chim à. Sao mình cảm giác như con lửng mực nó mới cắn mình mà ta. À con chim. Chim đi bộ. Đây nó có một cái đường ngầu nè. Sau đó mình sẽ đi xuống. Tới khu vực nhiệm vụ rồi nè. Bình tĩnh. Lỡ. Ê bình tĩnh. Mẹp. Cái đầu phộng gì nó. Hơi lố anh em thông cảm, hơi lỗi. Cái lùm bí gì nó thiệt chứ. Đâu rồi cái nhiệm vụ đâu rồi. Mục tiêu hiện tại nè. Căng thế nhờ. Cái này đi với khéo nha, không té chết anh em ạ. Rồi mình lại chơi ngu nữa rồi. Đu đây mới đúng rồi. Cây hiếm. Ấy. Ê nó thiệt cái con sói này. Con sói này dữ quá anh em ạ. Sói này dữ đấy. Nó không hiền như sói chỗ mình. Đâu. À đây á. Ấy, bơm gì kìa? Bị dụ rồi. Ôi, hình như là cha con nhà Uy đúng không? Bị bắt bố nó rồi. Chính xác. Nó bót một cái khác anh em ạ. Nhìn dữ thật sự. To nhờ. Má thằng mày học bậy vậy anh em thấy không? Mấy cái đứa mà nói nhiều bao giờ cũng chết trước. Bị bệnh sọ cháy à. Nó bị mắc một căn bệnh gì đó gọi là sọ cháy anh em ơi. Mẹ nó to thế. Ui, mày nó to thật sự ấy. À, đúng rồi, boss có khác rồi. Rồi
đều nó đòi nó giết một con gấu bắc cực kìa. Tộc Udam đã lột sạch trang bị của bạn. Rồi bây giờ mình sẽ không có cung tên, không có cái quái gì luôn. Thì làm sao để mình thoát? Giờ muốn leo cũng có gì đâu leo. Thoát khỏi cái củi giam đã anh em ạ. Ở đây là sao nữa ta? Lấy lại móc để dùng. Mày biết cái móc ở đâu mà kiếm? Móc đâu? À đây 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 móc đây. Giờ mình sẽ xuống đây mình leo. Quá xem thường mình. Vì dây nó ngắn quá đây mà. Nó dài tí xíu. À đây, được rồi. Hay thế nhờ. Tập này mình thấy hấp dẫn ấy. Có thể tập này mình sẽ làm hơi dài xíu anh em nha. Giờ mình phải đi theo cái dấu chân của bọn này. Sai lầm lớn nhất chính là không chịu thiêu hủy cái vũ khí của Đình anh em ạ. À. Giờ tao sẽ đi kiếm lại vũ khí của tao. Mày. Thôi xong. Thôi xong. Ủa lấy ra con dao nó vậy? Thì sao bỏ hết rồi? Hả? À? Sao bảo là hết vũ khí mới nó móc ra con dao để giết nó vậy? Điêu nhờ. Rà soát cái này để kiếm cái lối thoát nào. Đây có vết máu này, cứ đi theo cái vết máu. Trong này nó có cái gì nè anh em ạ? Lạnh quá, châm lửa đi. Mẹ không chết à? Ôi định mở cho trâu vậy? Còn hai thằng khứa này dưới đây nữa. Thằng đi. Rồi để coi thoát ra chỗ nào đâu. Người chắc đi ngược lên đây nè anh em ạ. Con bộ này nó ăn cái gì nhìn gớm quá. Dấu chân đi ra đây.
Ồ, kiểu như bị lạc hay sao ấy nhỉ? Để bị gì vậy? Cho mình giết anh em ạ. Đông quá vậy. Cho chỗ khác nữa à. Chết mẹ, lộn rồi. Qua đây mới đúng nè. Lê, bọn này hơi trâu đấy. Chà, bây giờ kiếm hang động đi ra hơi. Có khi nào mình leo ra được không vậy? Cái dấu chân bọn này nó đi đâu ta? Đây rồi. Giết bọn Udam canh gác. Má đông như sao chơi trời. Ngáo, ngáo. Ủa gì vậy? Mà sao nó thấy được? Để không hiểu kiểu gì luôn anh em ạ. Game này kiểu như nó không có chế độ gọi là assassin hay sao ấy, định mệnh. Nó muốn mình chơi kiểu Rambo này. Bố mày lại sợ chúng mày quá cơ. Bố mày lại sợ chúng mày quá cơ. Tụi mày đâu có biết bơm lửa đâu đúng không? À, đầu ấy. Đầu đấy. Leo, 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 mày leo vậy. Đông quá à. Lại cái còn tối tối nó khó nhìn ghê anh em ạ. Ngu này. Đàn bà con gái gì mình giết hết. Hết chưa ta? Con này hết rồi, bây giờ qua đây đánh tiếp. Tầm này thì cứ solo đi. Ê, không chơi bơm nha. Không chơi bơm nha.
Sao nó ném xa vậy trời? Ném bom với tao mày. 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 Ây da, đau quá. Mày tới cùng chuyện với tao à. Hello bạn ơi. Chết luôn. Rồi hang động đi rồi. Cái bọn này nó trâu quá. Yeah, đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình phải đi, mình phải quay trở lại cái ngôi làng của mình.